Rất nhiều người thì nhắn tin Facebook cho mình ấy, thì mình không đọc được là như này đây nhé các bạn nhé. Như cái bạn này này, mình có trả lời luôn đấy là mình rất là bận nên mình không nhận nữa. Thì bạn ấy bảo là check inbox, nên mình có thử tìm nhé. Tên là Đỗ Văn Dũng, mình thử tìm nó có không nhé các bạn nhé. Thực ra khi mà các bạn không phải là bạn bè của mình trên Facebook ấy, thì nó sẽ nằm trong mục tin nhắn nhắn chờ. Ở đây như mình vào như này nha, như 29 phút trước nhá. Mình đang ở PC, bắt đầu nghỉ rồi, 5 giờ hai mấy giờ này. Thì như cái bạn này thì là Facebook, là bạn bè của mình ấy, thì sẽ có người sẽ nhắn vào, mình sẽ đọc được như này. Đấy, toàn xin số điện thoại của mình ấy, nhiều người nhờ mình nhưng mà mình đang full việc nên mình không có khả năng nhận tất cả mọi người được. Thì đây là sẽ làm một mục tin nhắn chờ này. Mình sẽ vào tin nhắn chờ nhé. Và mình sẽ load cho chúng ta, đây là tin nhắn chờ rồi. Thì như đang tìm là của cái bạn Đỗ Văn Dũng nhá, em xem có tìm được không nhá. Đỗ Văn Dũng nhá. Nào để xem Đỗ Văn Dũng đâu nào. Tìm nhá, mình bắt đầu mình vuốt mình tìm này. Nó có quá nhiều người nên mình không có khả năng tìm được. Những cái này là những cái mình chưa tìm được nhá, chưa chưa đọc nhá. 2 tuần trước, 1 tuần trước này, nhiều lắm. Đây chỉ là những cái tin nhắn chờ của một số các bạn thôi. Còn tiếp theo này, sang mục spam kia nó mới kinh nữa kìa. Mục spam này này mọi người này. Nên mình không có khả năng đọc được hết mọi người được, nhưng mọi người thông cảm nhé. Đây là mục spam này cũng là đông, mình cũng là nhiều này. Đó, xem có Đỗ Văn Dũng ở đây không. Nên bảo mọi người cứ bảo check inbox tin nhắn để đọc, thực sự đấy là mình không thể tìm được. Nếu các bạn dùng YouTube và Facebook cùng tên với nhau thì mình có thể lựa mình tìm. Nhưng mà đa số là mọi người sẽ không dùng tên chung nên mình không nhìn tìm được và nó quá nhiều. Đấy các bạn ơi, tin nhắn chờ này, 5 ngày trước này, à mục spam đấy. Nó quá nhiều như này, mình có ngồi cả ngày mình cũng không thể đọc được hết được nhé. Nên các bạn thông cảm, các bạn mà gửi tin nhắn mà nhờ mình làm cái gì ấy, thì mình không có khả năng đọc hết được mọi người. Công việc của mình nó nhiều việc quá nên mình không có khả năng. Đây, hiện tại bây giờ là mình đang vừa sửa xong cái tivi này. Mình vừa sửa xong tivi, mình đang test nó lỗi, test nó đấy. Nên mình cũng bắt đầu đi rửa tay và mình tắt máy tính để bắt đầu mình đi cơm cháo cơm nước ấy. Nên mình đã có làm cái video này cho mọi người tham khảo này. Nên bạn nào mà bảo có ý định mà nhắn tin cho mình mà không trả lời, cứ bảo là mình kêu, nhiều người bảo mình kêu nhắn tin không thèm trả lời ấy, thì thực sự là mình có đọc được đâu. Các bạn mà là bạn của mình ấy, thì nó sẽ hiển thị đấy một spam 2 tuần trước này, nó phải nếu mà đọc hết nó càng là hàng nghìn tin ấy. Đây mình vuốt tiếp này, nó do máy tính của mình nó không loát được hết thôi. Nó lâu quá nó không loát được rồi nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ thấy đây là những cái mình chưa đọc bao giờ cả, không loát được ấy, nó lâu lắm các bạn ạ. Đấy, nhưng mọi người thông cảm nhá. Còn nếu mà bạn mọi người ui rồi ra bạn, nếu mọi người mà là bạn bè ấy, thì nó sẽ hiển thị ở đây thì mình sẽ đọc được này các bạn này, mình sẽ đọc được thì mình sẽ trả lời đây, như cái anh này thì mình sẽ trả lời luôn nhé. Còn đâu nếu mà làm trong mục spam kia, trong cái mục tin nhắn chờ kia thì mình không có khả năng là mình có thể xem được hết mọi người được, nó nhiều quá các bạn thông cảm. Ví dụ như có khoảng chục hoặc 20 người ấy, thì mình còn tìm được, khi bây giờ nó quá nhiều mình không có khả năng tìm nhé. Nên bạn nào mà gửi tin nhắn cho mình ấy, mà mình không đọc được thì các bạn thông cảm nhé. Rồi cả ở Zalo đấy, Zalo mình thì cái Zalo số các bạn hay xem được cái số 086 số Viettel ấy, thì mình chẳng bao giờ mình vào Zalo đấy cả. Và cái điện thoại của mình đang đăng nhập vào một cái Zalo mà mình phục vụ cho công việc của mình. Một số các công ty hay gửi ảnh mã lỗi các thứ rồi giao tiếp trên đấy thôi, chứ mình không một điện thoại không đăng nhập trên 2 Zalo các bạn nhá. Thôi, video kết thúc, chào mọi người.